Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng được phát trên kênh Tiết Du Khay. Bản tin trưa ngày hôm nay gồm những nội dung sau, mời bạn lắng nghe. Giá vàng hôm nay ngày 24 tháng 9, giá vàng trong nước giảm thêm 400.000 đồng trên lượng. Giá vàng trong nước mở cửa sáng nay đã đồng loạt giảm mạnh từ 350.000 đến 450.000 đồng trên lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục bị bán tháo trong phiên đêm qua và mất hơn 37 đô la Mỹ trên ounce. Tại thị trường vàng trong nước, sau khi giảm mạnh 300.000 đồng trên lượng trong ngày hôm qua, giá vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mở cửa sáng nay, ngày 24 tháng 9 tại Hà Nội đã giảm thêm 450.000 đồng trên lượng chiều mua vào và 400.000 đồng trên lượng chiều bán ra, hiện niêm yết tại mức 54,95 đến 55,47 triệu đồng trên lượng mua vào bán ra. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC niêm yết ở mức 54,95 đến 55,45 triệu đồng trên lượng. Thương hiệu vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu Tính đến đầu giờ sáng nay giảm 350.000 đồng trên lượng chiều mua vào và 400.000 đồng trên lượng chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua, hiện đứng ở mức 52,86 đến 53,66 triệu đồng trên lượng mua vào bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên đêm qua tại Mỹ giảm 37,1 đô la Mỹ xuống 1.863 đô la Mỹ trên ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng giảm tiếp xuống dưới 1.860 đô la Mỹ trên ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10 trên sàn COMEX New York giảm 7,5 đô la Mỹ xuống 1.853 đô la Mỹ trên ounce. Giá vàng thế giới phiên ngày thứ tư tiếp tục bị bán tháo mạnh khi chịu sức ép từ đồng đô la Mỹ mạnh lên. Chỉ số Dollar Index đo lường sức mạnh của đồng đô la Mỹ với rổ tiền tệ lớn ngày hôm qua đã leo lên mức cao nhất trong 2 tháng. Bên cạnh đó, việc chứng khoán lao dốc thời gian gần đây cũng khiến không ít người phải bán vàng để bù lỗ ký quỹ. Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index DXY mở cửa sáng nay đứng ở mức 94,36 điểm. Tỷ giá trung tâm ngày hôm nay, ngày 24 tháng 9, được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.218 đồng, tăng 5 đồng so với ngày hôm qua. Biên độ dao động của tỷ giá đô la Mỹ ở mức 22.522 đến 23.914 đồng trên đô la Mỹ. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết ở mức 23.175 đến 23.865 đồng trên đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Mỹ tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, Vietinbank, Techcombank, ACB đã gần như chưa có thay đổi nào so với cuối ngày hôm qua. Hiện giao dịch quanh mức 23.100 đến 23.280 đồng trên đô la Mỹ. Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá đô la Mỹ tự do mua vào khoảng 23.200 đồng trên đô la Mỹ và bán ra là 23.250 đồng trên đô la Mỹ. Bản tin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo.